mọi người, hôm nay mới 9 giờ sáng thôi mà thêm mì đi ăn điểm sắm và sẽ đi xuất. Mọi người có khỏe không? Hôm nay là ngày thứ tư ở California. Dạ cái đó sushi gà tôm. Cái này tàu hủ. Để sớm bốc khói đã nha cô. Vậy nó mới nóng rồi ạ. Rồi lấy cái sushi. Hôm nay cái này lòng bò huyết heo. Còn cái này kêu là gì? Là đậu hoàng rang tôm. Há cảo. Rang tôm. Bánh cuốn tôm. Bánh cuốn tôm. Bò viên. Bò viên. Há cảo. Mọi người cùng ăn nha. Bây giờ cái món này là cái món mình rất thích ăn. Nhăn mặt ra luôn. Đây, mình sẽ thử cái miếng huyết này. Mình thích ăn cái miếng huyết này lắm nè. Đây là lòng bò huyết heo. Đúng rồi. Ớt chua. Sáng sớm ăn đã quá. Nó nóng nữa. Miếng bò này nó ngọt ghê. Miếng huyết này nó ngọt ghê. Đặt xuống, đặt xuống, đặt xuống. Trời lạnh ăn đồ nóng vô nó phê quá. Còn nóng bốc khói luôn. Thank you.
nó sách của bò. Giống như cái miếng mì chén. Shopping để mua đồ cho Noel. Cảm ơn mọi người đã vào xem kênh của mình. Mọi người vào những video lần sau nha. Trời đã đổ lạnh rồi.